Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay thứ ba ngày 17 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Thành ủy kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Hoàn thành cài đặt hệ thống vận hành dịch vụ công trực tuyến cho 31 đơn vị sở ban ngành quận huyện trên địa bàn thành phố. Các doanh nghiệp Hải Phòng ủng hộ kinh phí tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ với số tiền ban đầu khoảng 7,2 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường nối đoạn từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, tuyến đường từ quốc lộ 37 vào khu di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng và Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình. Tại hiện trường thi công dự án cải tạo nâng cấp đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc thi công các hạng mục chính. Trên tuyến quốc lộ 37, nhà thầu đã trải thảm asphalt lớp 1 được 1,3 km. Trên tuyến mới, nhà thầu đang tổ chức 3 mũi thi công các hạng mục quan trọng, trong đó hạng mục cầu Đồng đã thi công xong bê tông bệ mố cầu, san lấp mặt bằng và đang thực hiện công tác gia tải phục vụ thi công. Cầu Đồng sẽ hoàn thành trong tháng 8 năm 2018, đoạn tuyến 1,3 km thuộc quốc lộ 37 hoàn thành trong tháng 10 năm nay. Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án, tính đến ngày 17 tháng 4, huyện Vĩnh Bảo đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 5,24 km diện tích đất nông nghiệp, tiến hành kiểm đếm 1.251 hộ gia đình và tổ chức, lập xong phương án hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 901 hộ đất ở và tổ chức, công khai phương án 515 hộ, phê duyệt phương án bồi thường cho 101 hộ đất ở. Tuy nhiên, hiện công tác giải phóng mặt bằng vẫn chậm so với tiến độ chung của dự án. Nếu trước ngày 30 tháng 4, huyện Vĩnh Bảo bàn giao mặt bằng phần diện tích nền đất yếu thuộc xã Liên Am và Lý Học, cũng như hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào tháng 5 năm 2018, thì nhà thầu sẽ thay đổi biện pháp và kỹ thuật thi công nhằm rút ngắn tiến độ và phấn đấu hoàn thành dự án trước 31 tháng 12 năm 2018. Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh dự án trên có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, nhất là hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo. Tuyến đường từ quốc lộ 37 tới cầu Lạng Am cũng như là từ cầu Lạng Am vào đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm thì có ý nghĩa rất là quan trọng. Khi mà chúng ta xong được, chúng ta chỉnh trang được thì cái dòng sông kênh Dương này cũng sẽ rất đẹp và tạo ra một cái cảnh quan để chúng ta phát triển du lịch, phát triển sản xuất kinh doanh. Nói là trong rất nhiều năm này, Vĩnh Bảo cũng đề xuất nhiều lần để chỉnh trang cái tuyến đường này hay chúng ta triển khai. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao huyện Vĩnh Bảo đã vào cuộc quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà thầu. Song trước những đề xuất của nhà thầu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu. Và cái giải phóng mặt bằng ở đây phải nói là nhân dân rất là có lợi ích, mang lại cái quyền lợi cho nhân dân, chúng ta vận động tuyên truyền. Tất nhiên là cái tuyên truyền đấy cũng phải có thời gian. Để hệ thống chính trị, các đồng chí vào cuộc chưa? Với cái tinh thần thế thì tôi đề nghị là đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân huyện Vĩnh Bảo, đồng chí Bí thư huyện Vĩnh Bảo, rồi các ngành các đồng chí xử lý dứt điểm để làm sao mà trong cái tháng 4 này chúng ta xong toàn bộ. Đối với công tác thi công dự án, đồng chí Bí thư Thành ủy hoan nghênh nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát đã tích cực tổ chức các mũi thi công, bám sát đường gang tiến độ. Tuy nhiên tiến độ hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Đồng chí yêu cầu các đơn vị một mặt thi công bảo đảm tiến độ chất lượng và an toàn, mặt khác cần huy động nhân lực thi công 3K liên tục. Thì đề nghị thế này, những cái vướng mắc thì nhà thầu xây dựng phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban dân huyện Vĩnh Bảo, tận dụng được bao nhiêu mét vuông mặt bằng như công trường trước đây chúng ta đã thi công quốc lộ 10 đấy, công chí sấn vào ngay để chúng ta đưa thiết bị vào. Các cái thủ tục liên quan đến đền bù thì tôi đề nghị đồng chí ca giám đốc trực tiếp về đây 1-2 ngày, cái gì ký được thì ký ngay vào, cái gì là thẩm quyền địa phương mà địa phương còn băn khoăn thì Sở Tài nguyên Môi trường công chí hướng dẫn cho ký vào đó, chịu trách nhiệm, đúng luật pháp rồi ta làm thôi, do địa phương thì công chí còn băn khoăn thì kinh nghiệm giải phóng mặt bằng chúng ta có nhiều lắm rồi. Thế còn cái gì mà vượt thẩm quyền thì đồng chí Bình rồi đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân thành phố sẽ quyết liệt cái việc này cho.
Về việc bố trí kinh phí và hoàn thành phương án trồng cây xanh, hệ thống điện và hạ tầng phụ trợ của dự án, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định trong năm 2018, thành phố sẽ bố trí đủ nguồn vốn phục vụ thi công dự án, đồng thời chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp giải quyết những khó khăn vướng mắc theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai bảo đảm tiến độ. Thành phố sẽ bảo đảm đủ nguồn lực cho các đồng chí thi công, không chịu không nợ động. Thế còn nguồn vốn thì như Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu đấy, kể cả cho cái đường mà từ quốc lộ 37 vào đền Tràng Trình, thế rồi tuyến đường này chúng ta sử dụng nhiều nguồn. Thế rồi một số các cái quỹ đất để bổ sung thêm vào giải phóng mặt bằng, đồng chí Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, công chí tham mưu chủ tịch bổ sung thêm cái nguồn tiền ở các quỹ về để mà chúng ta giải phóng mặt bằng cho nó kịp thời. Mong công chí cố gắng làm sao từ nay tới 31 tháng 12 chúng ta khánh thành công trình. Một số các cái vướng mắc liên quan như công chí đã đề xuất thì tôi nghĩ là cũng rất là nhỏ thôi, không có vấn đề gì lớn cả. Bây giờ phụ thuộc vào quyết tâm của chúng ta làm thôi. Trước đó, đồng chí Bí thư Thành ủy và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã dâng hương tại di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Cũng trong chiều nay, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố kiểm tra tại thực địa và nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án đường ven biển đoạn qua thành phố Hải Phòng. Là dự án được thi công theo hình thức đối tác công tư PPP, dự án đường ven biển đoạn qua thành phố Hải Phòng có chiều dài 29 km, bao gồm 20 km qua các quận huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy và Đồ Sơn và 9 km trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình với tổng mức đầu tư là 3.460 tỷ đồng. Tại công trường thi công cầu Văn Úc nối huyện Kiến Thụy và huyện Tiên Lãng, chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư đường ven biển Hải Phòng và nhà thầu đang tập trung máy móc thiết bị thi công khoan nhồi các mố cầu với quyết tâm bảo đảm tiến độ, an toàn và chất lượng công trình. Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn thành phố Hải Phòng, huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy và quận Đồ Sơn đang lập và rà soát phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư trên tổng diện tích hơn 100 ha với số kinh phí bồi thường dự kiến là hơn 645 tỷ đồng. Kiểm tra thực địa hiện trường, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển liên kết vùng, thúc đẩy tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, khai thác tốt quỹ đất, giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân của 6 tỉnh thành phố có dự án đi qua. Dự án hoàn thành rút ngắn thời gian đi lại, kết nối giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông cho các tuyến quốc lộ. Thì hôm nay là chương trình thì tôi cùng đồng chí chủ tịch các ông chí đi kiểm tra, vừa là động viên các ông chí, nhà thầu cũng chờ đợi, thì anh em cố gắng bây giờ bắt tay vào làm ngay đi. Cái cầu này cũng mất 2 năm trời nữa mà. Bây giờ coi như vậy là cũng đã chậm rồi. Thì cố gắng do thủ tục đầu tư thôi. Công việc ấy thì cũng rất là cần thiết rồi. Bây giờ Ủy ban dân thì chắc đồng chí Tùng này chỉ đạo quyết liệt. Thế bây giờ hợp đồng ấy, rồi thì tất cả các cái thủ tục phê duyệt dự án thì Sở Giao thông Vận tải để chủ trì. Công việc thì bước đầu nó có rất nhiều cái khó khăn là do cái cơ chế chính sách, rồi do các nghị định. Thì nhà đầu tư người ta cũng đã phải chờ đợi mình rất là lâu rồi. Thế cái thứ hai là đối với giải phóng mặt bằng, các ông chí chủ tịch huyện ấy, về cho áp giá ngay rồi công khai các thủ tục đi. Chứ không nhất thiết là mình phải chờ đợi đến khi mà có phê duyệt cái hợp đồng kia đấy. Tập trung từ nay đến 15 tháng 5 xong cái phê duyệt đi. Thế còn khi tiền về thì mình bàn giao chuyển tiền cho dân, người ta nhận mặt bằng. Ủy ban dân thành phố các ông chí gửi cho các sở thì đây có tài chính rồi kế hoạch đầu tư rồi tài nguyên môi trường, các ông chí cho ý kiến đi. Có không? Các địa phương chủ động cho. Cái việc thứ ba nữa là bàn giao mặt bằng. Thì làm việc với các địa phương để cho mượn mặt bằng tạm. Thế rồi khi đến 15 tháng 5 này thì các ông chí bàn giao. Thì cũng mong là nhà thầu các ông chí bây giờ coi đây là một cái công trình trọng điểm của thành phố. Thế và thành phố rất là tập trung cao. Tôi nói nếu mà trường hợp thiếu tiền thành phố cho vay. Cho nên là cho triển khai sớm đi. Vì công trình này kết nối với cầu Bạch Đằng 28 này là Hợp Long. Thế và như vậy sau Hợp Long chỉ khoảng mấy tháng là người ta khánh thành rồi, kết nối đây về với lại Thái Bình rất là đẹp. Đây là cái động lực về phát triển kinh tế xã hội của cả cái vùng như thế này. Bây giờ tôi nói đất như thế này thôi nhưng có cái tuyến đường qua đây Tiên Lãng rất thuận lợi, Kiến Thụy cũng sẽ phát triển rất là tốt. Nên các địa phương thì công chí cũng nhiều việc, nhưng mà đây là một trong cái dự án trọng điểm của thành phố. Thì các công chí chủ tịch tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Cái khó nhất bây giờ đó là giải phóng mặt bằng.
Thế mà mình lại có cái thuận lợi của dự án này là chủ yếu là đất nông nghiệp. Cái tỷ lệ mà hộ dân phải di chuyển, phải tái định cư thì chủ yếu là một số khu vực ở Đồ Sơn thôi. Kiến Thụy cũng có ít vào, nhưng mà tỷ lệ thấp thôi. Nhưng mà đây là một cái cửa ô mới của Hải Phòng. Phải không? Một cái động lực mới về phát triển kinh tế xã hội của Hải Phòng. Đấy, rồi giúp cho các địa phương khác nữa. Giai đoạn đầu của dự án, toàn tuyến thiết kế theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng, kết cấu cấp A1, nền đường rộng 12m, có 2 làn xe cơ giới, tốc độ đạt 80 km/h. Trên đoạn tuyến Hải Phòng-Thái Bình, có 8 cây cầu được xây dựng, trong đó có 2 cây cầu lớn nhất là cầu vượt qua sông Văn Úc dài gần 2 km và cầu vượt sông Thái Bình dài hơn 1 km. Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, việc giải quyết các thủ tục hành chính đã tiếp nhận và việc xây dựng chính quyền điện tử tại Sở Thông tin và Truyền thông. Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực cùng các sở ngành địa phương khảo sát, xác định phạm vi triển khai, lập và trình thẩm định kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin và vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử tập trung của thành phố. Đến nay, Sở đã hoàn thành cài đặt hệ thống cho 31 đơn vị sở ban ngành quận huyện để tổ chức vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Hiện đã hoàn thành xây dựng 353 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Hạ tầng nhân lực và các điều kiện cần thiết để vận hành và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận một cửa và các phòng ban chuyên môn tham gia giải quyết thủ tục hành chính được bố trí đầy đủ. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình ghi nhận và đánh giá cao Sở Thông tin và Truyền thông đã có những sáng tạo riêng trong lộ trình thực hiện, điển hình như việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin để triển khai diện rộng trên toàn thành phố, góp phần tạo đột phá trong công tác triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng chí yêu cầu Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ thành phố Hải Phòng là sự kiện được tổ chức thường niên, trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, phục vụ quảng bá và giới thiệu hình ảnh, xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế uy tín của Hải Phòng, góp phần thúc đẩy công tác truyền thông, xúc tiến du lịch đến nhân dân, du khách trong nước và quốc tế. Thực hiện chủ trương xã hội hóa trong các hoạt động lễ hội, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam chủ trì hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp, đơn vị tham gia tài trợ tổ chức hoạt động lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2018. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2018 có chủ đề Hải Phòng vươn ra biển lớn sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 năm 2018. Qua nghe giới thiệu nội dung chương trình các hoạt động sự kiện sẽ diễn ra trong dịp này, các doanh nghiệp đơn vị nêu quan điểm sẽ tích cực hưởng ứng ủng hộ thành phố tổ chức lễ hội. Ngay tại hội nghị, một số tập đoàn doanh nghiệp lớn đã công bố mức hỗ trợ với tổng số tiền ủng hộ ban đầu khoảng 7,2 tỷ đồng. Trong đó, tập đoàn Vingroup ủng hộ 3 tỷ đồng, tập đoàn Hoàng Huy và công ty cổ phần Him Lam mỗi đơn vị ủng hộ 1 tỷ đồng. Theo đó, các đơn vị sẽ nhận được danh vị và quyền lợi tương ứng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam khẳng định và ghi nhận sự ủng hộ tích cực của các doanh nghiệp, đơn vị qua các mùa lễ hội. Năm nay là năm thứ 7 tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn các doanh nghiệp, đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố, đồng thời chỉ đạo Sở Tài chính và các ngành đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, đơn vị tham gia hỗ trợ thành phố tổ chức thành công lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay. Chiều nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Hải Phòng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý 1 của Ban đại diện Hội đồng Quản trị triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2018. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2018, tăng trưởng dư nợ tập trung vào các chương trình tín dụng lớn là hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch, vệ sinh môi trường, học sinh sinh viên, cho vay giải quyết việc làm. Doanh số cho vay đạt trên 260 tỷ đồng với trên 10.000 lượt khách hàng vay, tăng so với cùng kỳ năm trước. Doanh số thu nợ đạt trên 136,7 tỷ đồng. Trong quý 2, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố bám sát chỉ tiêu kế hoạch, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2018, triển khai tích cực, thận trọng cho vay nhà ở xã hội, bảo đảm tính công khai minh bạch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố chủ động bám sát kế hoạch năm 2018, chủ động ra soát để giải ngân nguồn vốn bảo đảm đúng đối tượng. Thông qua việc thực hiện chế độ chính sách, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục bám sát, làm tốt công tác tuyên truyền, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc nhằm tăng trưởng tín dụng và bảo đảm an toàn hệ thống. Chuẩn bị kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã tổ chức lấy ý kiến xây dựng dự thảo luật cạnh tranh sửa đổi, ý kiến xoay quanh nhóm nội dung chính trong dự án luật như chính sách của nhà nước về cạnh tranh, về trách nhiệm quản lý nhà nước về cạnh tranh, lạm dụng vị trí độc quyền và hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Đa số đại biểu cho rằng dự luật ra đời là phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, có đó giải quyết các vấn đề liên quan cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, nhất là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài.
Tuy nhiên, đại biểu cho rằng để luật khả thi cần gắn nội dung thi hành luật với các cơ quan trong hệ thống tư pháp thay vì phải giải quyết dân sự như dự luật quy định. Thời điểm này, trên công trường thi công xây dựng hai tòa nhà HH3, HH4 tại phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, nhà thầu đã cơ bản được bàn giao đủ mặt bằng thi công liên tục. Do đó, đơn vị đang tập trung cao về máy móc thiết bị nhân lực, quyết tâm bảo đảm tiến độ và chất lượng như cam kết với thành phố. Hai tòa nhà HH3, HH4 được xây dựng trên nền chung cư D1, D3, D5, D7, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, có quy mô 29 tầng với tổng số 1.456 căn hộ. Công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam là nhà thầu chính. Thời điểm này, nhà thầu đã được bàn giao cơ bản đủ mặt bằng để thi công liên tục. Trên công trường, chủ đầu tư và nhà thầu luôn tập trung hàng trăm cán bộ công nhân người lao động, huy động đầy đủ các phương tiện kỹ thuật làm việc 3 ca liên tục để bảo đảm tiến độ. Hiện nay, nhà thầu đang thi công hệ thống ngầm gồm bể nước thải và móng tòa nhà, phấn đấu đến ngày 5 tháng 7 sẽ hoàn thành toàn bộ phần ngầm. Phần thân nhà dự kiến sẽ được thi công từ đầu tháng 7 và hoàn thiện toàn bộ hai chung cư HH3, HH4 vào tháng 10 năm 2019. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ công trình, bảo đảm hoàn thành đúng cam kết với thành phố, nhà thầu mong muốn chính quyền địa phương sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao nốt phần mặt bằng sạch còn lại để nhà thầu mở rộng đường vào, tạo điều kiện tập kết máy móc, phương tiện, thiết bị vào công trường. Những ngày gần đây, trước thông tin phản ánh về tình trạng người dân xã Lê Thiện, huyện An Dương lập trạm thu phí tự phát để thu phí các phương tiện qua lại trên tuyến đường liên xã đi qua địa phận xã này. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Phóng viên thời sự đã về xã Lê Thiện, huyện An Dương để làm rõ. Theo tìm hiểu của phóng viên chương trình, trên tuyến đường liên xã đoạn qua Ủy ban Nhân dân xã Lê Thiện, huyện An Dương có xuất hiện tình trạng người dân thu phí các phương tiện qua lại, chủ yếu là xe 4 chỗ và xe tải nhẹ dưới 2 tấn. Tuy nhiên, theo giải thích của người dân, việc thu phí hoàn toàn mang tính chất vận động ủng hộ để cải tạo đường, chứ không có tình trạng dừng barrier thu phí bắt buộc. Nhân cái đà mà cái trạm thu phí ở người đường 5 cái nó lên giá thì xe nó mới đi vào đây. Thấy tình hình xe đi nhiều quá thì anh em người ta phải sửa mà hỏng là đến lâu phải sửa nó. Thế bây giờ người ta vận động lái xe giờ thì anh em đi qua thôi thì ủng hộ ít nhiều, người 5.000, 10.000. Có ủng hộ thì không ủng hộ thì người ta lại đi thôi. Mà nếu mà không thu vào thì nó không có kinh phí thì không làm được, không có gì để mà giải được. Mà cứ nói thật là tấm lòng chứ không phải là thu được nhiều, nói thật đấy. Nếu mà nhiều thì khối người ra đầu tư rồi. Hành động thu phí tự phát có nguyên nhân đến từ việc nhiều xe ô tô, xe tải chạy qua tuyến đường dân sinh để né trạm BOT trên đường 5, dẫn đến đường bị hư hỏng. Từ nhà tôi đến trạm có 1 cây số, một ngày tôi đi 4 lần, một lần tôi thu vé tôi 40.000, thì tôi không có tiền nào tôi trả được, là tôi phải đi nó lại. Chính quyền địa phương hiện đã nắm được vụ việc và đã có hướng giải quyết đối với tình trạng này. Theo quy định thì việc mà lập barrier để điều tiết giao thông là cũng không đúng. Chúng tôi đang xin chủ trương thành phố xây dựng nông thôn mới thì trong năm 2018 thì cái tuyến đường này sẽ thi công và hoàn thành. Khi triển khai bắt đầu thi công thì cái trạm điều tiết giao thông chúng tôi cũng sẽ dỡ bỏ. Cũng mong rằng các cấp, đặc biệt là Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban dân thành phố quan tâm đến những cái xã mà khu vực trạm thu phí, tạo mọi điều kiện không phải mất phí khi đi qua trạm, tại vì từ đầu xã mà ra đến cuối xã hoặc là từ ngay sát đấy vào trong làng chúng tôi cũng phải đóng một cái phần chi phí nó rất là bất cập. Như vậy mấu chốt vấn đề ở đây là phải giảm thiểu tối đa tình trạng các xe tải né trạm thu phí đi vào các tuyến đường dân sinh. Đề nghị các cơ quan chức năng sẽ sớm thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết tận gốc vấn đề này. Cho rằng giao dịch tiền ảo có thể phát sinh những rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế, mới đây Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành chỉ thị số 02 về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch hoạt động liên quan tới tiền ảo. Theo đó, Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được cung ứng các dịch vụ thanh toán, giao dịch thẻ, cấp tín dụng qua thẻ, hỗ trợ xử lý thanh toán, chuyển tiền, bù trừ và quyết toán, chuyển đổi tiền tệ, chuyển tiền qua biên giới liên quan tới giao dịch tiền ảo cho khách hàng. Do điều này có thể phát sinh những rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế. Mặt khác, các ngân hàng tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ có liên quan tới tiền ảo, rà soát các tổ chức cá nhân có giao dịch mua bán trao đổi tiền ảo,
các tổ chức có hoạt động xử lý giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo và có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và quản lý ngoại hối. Với hệ thống cảng biển trải dài gần 30 km, Hải Phòng có 67 đơn vị doanh nghiệp kinh doanh cảng kho bãi, trong đó có 50 đơn vị đang hoạt động thường xuyên. Hầu hết các khu vực cảng được quy hoạch nhỏ lẻ với cơ sở hạ tầng và quy trình quản lý khác nhau khiến hoạt động kinh doanh kho bãi cảng và quản lý hải quan gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển đã từng bước khắc phục những khó khăn, tạo thuận lợi thương mại cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển được xây dựng dựa trên 3 giải pháp trọng tâm nhằm giải quyết căn bản những khó khăn về phía cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng kho bãi trong công tác giám sát hải quan. Đó là việc chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ xuyên suốt thống nhất theo mô hình 2 trong 1, áp dụng cho cả cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng kho bãi. Theo đó, ban hành chuẩn thông tin dữ liệu, xây dựng phần mềm trao đổi cơ sở dữ liệu quản lý giữa doanh nghiệp kinh doanh cảng kho bãi và cơ quan hải quan. Từ đây, cơ quan hải quan cũng như đơn vị kinh doanh cảng dễ dàng tra cứu số liệu về tình trạng hàng hóa tại các khu vực kho bãi cảng. Cái hệ thống giám sát cảng biển thì giúp cơ quan hải quan là hoàn thiện cái hệ thống quản lý tự động hoàn toàn các cái khâu thực hiện thủ tục hải quan trên hệ thống, và đồng thời với việc triển khai cái hệ thống một cửa quốc gia, và hệ thống này thì mang lại rất nhiều lợi ích cho phía cơ quan hải quan, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Thì do vậy là chúng tôi cũng đang có kế hoạch là sẽ mở rộng và triển khai trên phạm vi các cảng biển còn lại. Trên cơ sở của hệ thống, cơ quan hải quan có thể theo dõi việc thông quan hàng hóa qua khu vực giám sát và đánh giá các tình huống rủi ro dẫn đến nguy cơ vi phạm pháp luật để tập trung nguồn lực quản lý. Thông qua hệ thống điện tử, hải quan có thể nắm rõ thông tin xuyên suốt lô hàng từ khi về cảng, lưu kho bãi đến khi ra khỏi khu vực giám sát để vận chuyển vào nội địa. Quy trình nó hoàn toàn là thay đổi mặt căn bản, với cái thời gian tiết kiệm được trong quá trình làm thủ tục trung bình một công từ 3 đến 5 phút, thì cái lợi ích về mặt thời gian, lợi ích về mặt thủ tục và đặc biệt là thuận lợi hóa cho khách hàng. Đề án kiểm tra giám sát hàng hóa qua khu vực kho bãi cảng trên hệ thống điện tử còn đặc biệt mang lại lợi ích lớn trong công tác quản lý nguồn thu ngân sách gắn với thực hiện chủ đề 5 của thành phố. Xác định nhiệm vụ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nên ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2018, quận Hải An đã phối hợp triển khai công tác thu phí, bảo đảm kế hoạch được giao. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đến làm thủ tục tại các điểm nộp phí, quận Hải An chỉ đạo phòng tài chính kế hoạch triển khai 15 điểm thu phí, trong đó có 2 điểm làm việc đến 20 giờ hàng ngày, đó là điểm 12 tại cảng cổ phần Đình Vũ và điểm 13 tại khách sạn Dầu Khí. Qua 3 tháng đi vào hoạt động, 2 điểm thu phí này đã đáp ứng tốt nhu cầu nộp phí ngoài giờ, được các doanh nghiệp đồng tình ủng hộ. Ngoài ra, để bảo đảm các điểm thu phí hoạt động hiệu quả, phục vụ doanh nghiệp ngày một tốt hơn, cơ quan thu phí bố trí và đưa vào hoạt động một điểm thu phí tại đường Lê Hồng Phong, thay thế cho điểm thu phí số 14 tại tòa nhà Nam Hải ICD có lượng khách hàng ít. Trong thời gian qua, thì cơ quan thu phí đã tổ chức tốt các nhiệm vụ thu phí, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến nộp phí. Cơ quan thu phí đã bố trí thêm 2 điểm thu phí làm việc buổi tối và để cho các doanh nghiệp có những lô hàng hóa xuất nhập khẩu ngoài giờ hành chính có điều kiện nộp phí và thông quan hàng hóa ngay trong ngày. Hiện nay tại 8 cảng trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân quận bố trí lực lượng phối hợp với hải quan kiểm soát việc nộp phí. Các doanh nghiệp cơ bản đã chấp hành tốt việc xuất trình biên lai nộp phí khi có hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng. Quý 1, số thu trên địa bàn đạt hơn 370 tỷ đồng, không phát sinh nợ phí mới. Năm 2018, dự toán thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển sẽ tăng 16% so với năm 2017. Để hoàn thành dự toán thành phố giao, quận Hải An đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc thu phí tới các doanh nghiệp kinh doanh cảng, các hãng tàu, các tổ chức cá nhân có hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng, đồng thời tiến hành nâng cấp, hoàn thiện hệ thống phần mềm để hỗ trợ hiện đại hóa trong công tác thu phí và kiểm soát thu phí, đối chiếu số liệu hàng hóa qua cảng với số thu thực tế. Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu vực nông thôn đang có chiều hướng gia tăng về số vụ, mà nguyên nhân chủ yếu vẫn nằm ở ý thức chấp hành luật giao thông chưa cao trong một bộ phận người dân. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được trên tuyến quốc lộ 17B chạy qua địa bàn huyện An Dương. Nhiều người đã không chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Và đây có lẽ cũng là một trong những lý do khiến 65% số vụ tai nạn giao thông từ đầu năm đến nay tại Hải Phòng đều xảy ra tại khu vực nông thôn. Nhận thấy nguy cơ mất an toàn giao thông tại các tuyến đường giao thông nông thôn, nhất là các tuyến đường liên thôn liên xã, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện An Dương đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phối hợp có hiệu quả với các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Công an huyện đã phối hợp với phòng PC7 và đoàn thanh niên để tham gia một số công tác tuyên truyền cụ thể đến các trường bằng hình thức trực quan, tuyên truyền trực tiếp đến các em học sinh ở trong các trường học để các em nhận thức rõ về cái bắt buộc phải tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm trên khi tham gia giao thông. Trong thời gian tới, ngoài tăng cường công tác tuần tra xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền cần được chú trọng hơn nữa. Cùng với đó, cần sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành để tình trạng giao thông nông thôn sẽ không còn gây nên những nỗi lo đối với người dân mỗi khi ra đường. Sáng nay tại khu vực chân cầu Khỏe, huyện Tiên Lãng đã xảy ra sự cố xe ô tô bị nổ lốp và va chạm liên hoàn vào cột điện. Xe ô tô bị sự cố mang biển kiểm soát 15A38011 do anh Vũ Văn Quang sinh năm 1976, trú tại xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo điều khiển theo hướng từ thị trấn Tiên Lãng lên cầu Khỏe bị nổ lốp trước. Khi đang lưu thông, xe mất lái đã đâm vào cột mốc bên đường, sau đó đâm tiếp vào cột đèn cao áp. Sự cố làm đầu xe ô tô bị hư hỏng. Rất may không có thiệt hại về người. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Tiên Lãng đã có mặt kịp thời điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân sự cố. Năm nay là năm thứ hai liên tiếp cuộc thi Hùng Biện về cuốn sách của tôi được Sở Thông tin Truyền thông và Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp tổ chức. Bước vào vòng chung khảo, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng tích cực của các trường phổ thông trên địa bàn thành phố với số lượng 1.500 bài dự thi đến từ 80 trường học. Năm nay, Ban giám khảo đã lựa chọn 10 đội xuất sắc dự vòng chung khảo cuộc thi Hùng Biện về cuốn sách của tôi năm 2018. Cuộc thi là sân chơi bổ ích giúp các em học sinh tự tin bày tỏ cảm xúc về những cuốn sách gắn bó với thời thơ ấu, thời niên thiếu của các em, tạo động lực giúp các em say mê tìm hiểu, rút ra những bài học sâu sắc để có thể thay đổi nhận thức của mình về cuộc sống. Tham gia cuộc thi này thì em thấy rất là vui, bổ ích và em cảm giác em tự tin hơn khi trước đám đông. Và cái cuộc thi này giúp cho tất cả các học sinh chúng em khẳng định được vai trò của việc đọc sách. Em thấy rằng đọc sách là một việc rất là thú vị, nó tạo cho chúng ta có những lắng đọng ở bên trong đấy, sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Có lẽ là sau những giờ học căng thẳng hoặc là khi chúng ta bị stress, nó không những mà giúp chúng ta thư giãn như vậy mà còn gọi cho chúng ta những bài học rất bổ ích trong lịch sử, văn học và có thể là trong cuộc sống này nữa. Em thấy rằng cuộc thi này rất là bổ ích và ý nghĩa đối với từng học sinh. Không chỉ là dịp để các em học sinh thể hiện khả năng cảm nhận và thuyết trình về cuốn sách đã đọc, cuộc thi Hùng Biện về cuốn sách của tôi còn là cơ hội giao lưu học tập, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường và cộng đồng, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, đưa văn hóa đọc trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội. Đối với những ai ham mê đọc sách thì những tiệm sách hay cửa hàng thuê truyện là một phần ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ. Nhưng theo thời gian và sự phát triển của máy tính, điện thoại thông minh, những tiệm sách như vậy càng trở nên hiếm hoi. Chính vì thế, việc bắt gặp một không gian nhỏ với hàng trăm đầu sách truyện đã tồn tại 20 năm qua ngay giữa trung tâm thành phố đã đem lại cho nhiều người những cảm xúc đẹp. Nhưng cảm động hơn lại là câu chuyện về những người đã dành 1/3 đời người để gắn bó với nó. Cửa hàng cho thuê truyện của ông Phú bà Tiêu nằm khiêm tốn trong con ngõ nhỏ trên đường Lạch Chay. Gần 2 thập kỷ đã trôi qua, nhưng dường như mọi thứ trong 40 mét vuông ấy không có nhiều thay đổi. Vẫn những hàng kệ chứa đầy các cuốn truyện tranh nổi tiếng một thời, vẫn những dòng chữ ngay ngắn dán khắp nơi, dù đã cũ nhưng vẫn còn rõ nội dung. Mới đầu thì còn đi mua, rồi sau rồi là cứ thiếu bộ cuốn nào ông lại đi siêu tầm ra ngoài đường ấy, ông siêu tầm từ cuốn một đấy. Và ông tích cực đó là vì ông ham đọc lắm. Sống với nhau 60 năm thì gần 20 năm ông Phú bà Tiêu đã dành hết tâm huyết chăm chút cho cửa hàng thuê truyện. Ông bà coi đó là nơi nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ và cũng là nơi đem đến niềm vui cho ông bà lúc tuổi già. Nhìn những dòng chữ viết tay dán khắp cửa hàng, chỉ dẫn cho người đến thuê truyện những điều cần lưu ý đều do ông Phú viết, mới có thể cảm nhận được sự trân trọng của ông bà đối với những cuốn sách như thế nào. Năm 2016, do tuổi già,
cùng với vết thương thời chiến tranh, ông Phú đã ra đi để lại niềm thương nhớ vô hạn với bà Tiêu. Giờ đây số người lui tới cũng không còn đông nữa. Bà Tiêu cũng đã 83 tuổi, nhưng cửa hàng Thuê Chuyện vẫn hoạt động hàng ngày như một nơi lưu giữ tình cảm duy nhất còn lại của bà với ông. Lúc nào bà cũng nghĩ đến ông là thôi thì ông mất đi rồi, tôi còn tôi ở lại thì tôi làm để cho ông vui lòng. Kể cả có ngày chỉ có 2 người, 4 người bà cũng làm. Ông bà thương với nhau hạnh phúc lắm. Bà không bao giờ quên được ông mà. Câu chuyện của vợ chồng chủ tiệm sách trong phóng sự vừa rồi cũng giản dị như chính những cuốn sách mà họ nâng niu trân trọng. Thời gian có thể làm cho những cuốn sách cũ kỹ phai màu hay làm mái tóc con người pha xương, điểm bạc, nhưng tình cảm chân thành thì cũng như những câu chuyện nằm sâu trong cuốn sách sẽ luôn còn mãi với thời gian. Câu chuyện nhỏ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.